Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính như sau. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tại huyện Mường Tè. Hàng loạt thiết bị hiệu suất thấp gây tốn điện sẽ bị loại bỏ và cấm kinh doanh từ ngày 15 tháng 7 tới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghề nuôi ong ở huyện Than Uyên đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đi kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Tè lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tống Thanh Hải, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và huyện Mường Tè. Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên. Thời gian qua, huyện ủy Mường Tè đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề, đề án cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng phát triển của huyện. Đến nay, huyện đã đạt và vượt 5 chỉ tiêu chủ yếu như giá trị sản xuất các ngành đạt 2.254 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 62,7 tỷ đồng một năm, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện là 57,9%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 6,1% một năm, thực hiện đào tạo nghề cho bình quân 829 người một năm, giải quyết việc làm cho bình quân 1.130 người một năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,8%. Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì. Đối với công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đạt hiệu quả. Tại buổi làm việc, huyện Mường Tè đề xuất với tỉnh quan tâm đưa điện lưới quốc gia đến 5 bản của xã Mù Cả, Thu Lũm, Tà Tổng, xem xét cân đối thêm nguồn lực để huyện thực hiện sắp xếp ổn định dân cư của các bản, điểm dân cư có nguy cơ sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn của huyện, tìm nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ cho phát triển Sâm Lai Châu. Tham gia ý kiến vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Mường Tè, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở ngành cho rằng huyện cần nghiên cứu rõ những chỉ tiêu khó đạt để huy động các nguồn lực và cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện. Đối với những chỉ tiêu đạt và vượt cần tạo sự bứt phá trong nhiệm kỳ, trong định hướng phát triển kinh tế xã hội cần có sự tăng trưởng phù hợp đối với các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo là người đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm công tác phát triển Đảng ở các chi bộ cơ sở. Phát biểu kết luận, đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Mường Tè trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Tè cần tiếp tục tập trung bảo vệ, phát triển quản lý rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn sông Đà, chú trọng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia gắn với thực hiện tốt công tác đối ngoại, bảo vệ đất đai trên địa bàn, quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện, phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại hạn chế xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia. Cả hệ thống chính trị cần tiếp tục vào cuộc một cách quyết liệt để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ. Trước đó, đoàn công tác đã thăm mô hình trồng cây quế ở xã Bôm Tở, nhà máy chế biến tinh dầu quế của công ty dược liệu HTC, thăm vườn ươm giống cây quế của doanh nghiệp Hồng Vân tại xã Can Hồ, huyện Mường Tè. Hàng loạt thiết bị hiệu suất thấp gây tốn điện như bếp từ, điều hòa, TV, bóng điện sẽ bị loại bỏ và cấm kinh doanh từ ngày 15 tháng 7 tới, theo quyết định số 14 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, người kinh doanh, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về các mặt hàng nằm trong danh mục để có phương án kinh doanh sử dụng phù hợp.
Tại cửa hàng sửa chữa kinh doanh đồ điện lạnh cũ, hơn 90% các thiết bị điện người dân đem đến sửa chữa, bảo dưỡng và các mặt hàng tân trang lại đều nằm trong danh mục bị loại bỏ và cấm kinh doanh theo quyết định số 14 từ ngày 15 tháng 7 tới. Mặc dù chưa nắm được thông tin về quyết định, tuy nhiên chủ cửa hàng vẫn luôn thường xuyên nhắc nhở khách hàng nên loại bỏ hoặc là thay mới linh kiện của các thiết bị đã cũ. Đơn vị tôi làm cái bên sửa chữa này thì chẳng hạn như khách hàng mà mang cái thiết bị mà nó hết hạn sử dụng nhiều năm rồi, chẳng hạn nó tiêu thụ điện năng, là tôi cũng khuyên khách hàng là nên hủy bỏ và mua đồ mới. Nhiều khi mà tận dụng quá nó sẽ ảnh hưởng đến, thứ nhất là tính mạng điện đóm nó rò rỉ, hai nữa là tốn điện. Thế nên là sửa chữa này tôi kiểm tra chẳng hạn những thiết bị nào ăn dòng ăn nguồn là tôi tư vấn khách hàng là nên bỏ. Còn tại siêu thị điện máy xanh nằm trên địa bàn của phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, các sản phẩm đang bày bán tại đây đều có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm điện năng. Ngay khi quyết định số 14 được ban hành, theo chỉ đạo của tổng công ty, siêu thị cũng đã loại bỏ một số thiết bị cũ, công nghệ lỗi thời gây tiêu tốn nhiều năng lượng. Hầu như các sản phẩm bên tôi thì đều đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ hàng hóa và tem năng lượng. Thì sau khi nghe được cái quyết định về số 14 này thì điện máy xanh của bên tôi đã có hướng đi chính là đảm bảo quyền lợi của khách hàng, 100% sản phẩm khách hàng sử dụng mua đều có tem năng lượng và rõ ràng nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo quá trình sử dụng của khách hàng an toàn nhất và tiết kiệm được điện nhất cho khách hàng. Theo các chuyên gia tư vấn, các thiết bị bóng đèn, bếp từ, TV, tủ lạnh sử dụng công nghệ cũ, hiệu suất thấp, tiêu tốn năng lượng như trong danh mục công bố sẽ tiêu tốn một lượng lớn điện năng và gây mất an toàn trong khi sử dụng, nhất là trong thời điểm năng lượng điện đang thiếu hụt như hiện nay. Vì vậy, không chỉ các cơ sở kinh doanh mà người dân cũng cần lưu ý trong việc sử dụng các thiết bị đã cũ, quá hạn sử dụng. Những thiết bị tiêu thụ mà có hiệu suất thấp trong điện năng là những thiết bị cũ ngày xưa. Sử dụng điện năng thì tiêu tốn điện năng và nhưng hiệu suất hiệu quả không cao và cũng không mang lại an toàn cho người sử dụng. Nên hiện nay nhà trường đã thay thế các thiết bị cũ bằng những thiết bị mới tiêu thụ điện năng ít mà mang lại hiệu quả cao và an toàn cho người sử dụng. Tôi, một trong những người có chuyên ngành về điện, thì theo tôi là người dân nên thay thế các thiết bị cũ bằng thiết bị mới hiện nay. Thứ nhất là mang lại an toàn cho người và trang thiết bị. Thứ hai là tiết kiệm điện năng, mà đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là điện năng chúng ta đang thiếu rất nhiều. Khi quyết định được ban hành sẽ giải quyết được một phần nào sự lãng phí năng lượng từ các thiết bị có hiệu năng sử dụng thấp như hiện nay, góp phần ổn định nguồn điện trong tình trạng nguồn năng lượng điện đang bị thiếu hụt, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Thưa quý vị, với điều kiện thuận lợi về tiềm năng cũng như lợi thế về rừng, vườn rừng và một số loại cây ăn quả, những năm gần đây, nghề nuôi ong ở huyện Than Uyên đang ngày càng phát triển. Nhiều hộ sau khi mạnh dạn đầu tư mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo. Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp từ trồng lúa, chăn nuôi, gia đình ông Đinh Công Quang ở bản Cẩm Trung 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên còn có thu nhập ổn định từ nghề nuôi ong. Với 14 năm kinh nghiệm, ông đầu tư thùng nuôi ong cải tiến với khung cầu di động đảm bảo quy cách, lựa chọn địa điểm, đặt thùng thoáng mát, yên tĩnh, gần nguồn mật phấn hoa, nên hàng năm, từ nuôi ong đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Niềm vui càng được nhân lên khi gia đình ông là một trong hai hộ duy nhất của xã Mường Than, đủ các tiêu chí được hỗ trợ chi phí ban đầu làm 30 thùng ong theo nghị quyết số 07 để mở rộng các thùng ong lên gần 100 thùng ong. Nghị quyết 07 hỗ trợ cho gia đình là được tối đa là 30 thùng. Nói chung là cũng từ cái hỗ trợ của nhà nước này là cũng là để cho chúng tôi cũng làm cái kinh tế và hỗ trợ cái này là chúng tôi cũng rất là cảm thấy thoải mái và phấn khởi. Nghề nuôi ong thì mang lại cái hiệu quả lợi ích cho gia đình. Nuôi ong được xã Mường Than ưu tiên lựa chọn bởi có sự hỗ trợ theo nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đang mang lại giá trị kinh tế cao. Đến thời điểm này, toàn xã có tổng số trên 400 thùng ong. Riêng năm 2022, có hai hộ được hỗ trợ kinh phí làm 45 thùng ong với mức hỗ trợ 700.000 đồng một thùng. Năm 2023, nhân dân trong xã cũng đã đăng ký hỗ trợ 150 thùng ong với mong muốn có thêm sinh kế bền vững. Với quy cách nuôi hiện nay, các hộ dân vẫn mang tính truyền thống, số lượng không quá nhiều trên một hộ. Trong khi đó, để nhận được sự hỗ trợ từ nghị quyết số 07, thì xã Mường Than còn gặp những khó khăn nhất định. Đối với nuôi ong thì thứ nhất là cái tiêu chuẩn về thùng
Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện đó là bà con nuôi ong rất nhiều, nhưng mà nuôi ong theo nuôi truyền thống. Một năm thì chỉ nuôi thời vụ khoảng 4 đến 5 tháng, khai thác mật xong ong lại về rừng. Và nuôi bằng những cái đõ tròn thì rất khó tác động kỹ thuật. Nhưng mà hiện nay thì thực hiện theo nghị quyết 07 thì phát triển hàng hóa tập trung thì phải nói là phải có hàng hóa, có sản phẩm để bán ra thị trường. Yêu cầu thứ nhất là về số lượng thùng trên một hộ, trên một cơ sở nuôi ong. Cái thứ hai đó là cái quy cách thùng là phải thùng đảm bảo theo tiêu chí của nghị quyết, đảm bảo được cái nội dung đó thì mới được hỗ trợ. Thế chúng tôi cũng cảm nhận được rằng là đây là bây giờ không còn sản xuất nhỏ lẻ manh mún như ngày xưa, mà chúng ta hướng đến hàng hóa thì phải có đủ số lượng, phải đảm bảo về chất lượng, thì bên cạnh đó phải đảm bảo về môi trường và cạnh tranh công bằng trong kinh doanh thì mới đảm bảo phát triển hàng hóa trên địa bàn. Thì chúng tôi rất là đồng thuận với nghị quyết 07, mặc dù khó khăn một số cái vướng mắc nhưng mà chúng tôi tháo gỡ cùng với huyện và tỉnh. Nuôi ong đang được tỉnh xác định là hướng kinh tế mới bền vững để chuyển đổi phương thức sản xuất, một trong những giải pháp hữu hiệu nâng cao ý thức, nhận thức giữ rừng của đồng bào. Theo đó, trong nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có thêm nội dung hỗ trợ nuôi ong. Đây là điều kiện để huyện Than Uyên khai thác tiềm năng lợi thế, khuyến khích các hộ dân mở rộng quy mô đàn, thành lập thu hút hợp tác xã tham gia đầu tư, liên kết nuôi, thu mua sản phẩm mật ong. Việc phát triển chè đàn ong trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện cũng là một trong những cái chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp. Trong đó thì hiện nay là đàn ong của huyện đã phát triển được khá là nhiều so với từ khi ban hành nghị quyết. Trong 2 năm thì huyện đã được hỗ trợ trên 800 đàn ong. Đấy. Tuy nhiên thì đến nay thực tế trên địa bàn huyện Than Uyên số lượng đàn ong đã lên đến là 1.895 đàn. Và theo như cái đăng ký nhu cầu năm 2023 thì huyện và người nông dân vẫn đăng ký trên 1.000 lồng. Tuy nhiên thì theo cái nghị quyết 07 thì huyện đã đạt và vượt so với chỉ tiêu. Về cái sự hỗ trợ thì vẫn muốn tiếp tục được tỉnh quan tâm để hỗ trợ trong thời gian tới. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nghề nuôi ong cũng đã trở thành điểm nhấn trên bản đồ tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Than Uyên. Những người nuôi ong nơi đây đã và đang góp sức xây dựng gìn giữ thương hiệu mật ong Than Uyên, cùng với đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân. Thưa quý vị, trước đây Nậm Han từng là một trong những xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Đến nay, các vụ việc phức tạp, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự giảm đáng kể, an ninh nông thôn được đảm bảo. Qua đó cho thấy sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh chỉ đạo và vai trò nòng cốt của lực lượng công an địa phương trong giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xã Nậm Han có 1.200 hộ với hơn 5.600 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Giao và Khơ Mú sinh sống tại 15 bản. Đời sống của bà con nhân dân chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp, trình độ nhận thức nhân dân không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn. Trên địa bàn hay xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự, mất trộm vặt do các đối tượng nghiện hút, sử dụng trái phép chất ma túy làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự. Sau khi có lực lượng công an xã chính quy về địa bàn, tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến. Đến tháng 8 năm 2022, xã Nậm Han được chuyển hóa thành công, không còn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Nhà tôi ở bản Chát Dạo có khoảng 3 hectare sắn, 2 sào ruộng và 14 con trâu. Trước đây nuôi trâu không được nhiều như thế này đâu vì hay bị mất trộm lắm. Từ ngày có công an chính quy về xã dẹp hết người xấu, không còn bị mất trộm nữa, gia đình tôi mới nuôi được nhiều con trâu như thế này. Lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc mọi tình hình, làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự xã và các tổ tự quản an ninh thôn bản, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đặc biệt là trong những giờ cao điểm, đêm khuya, chủ động phòng ngừa, răn đe, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Hàng năm thì hàng tháng thì cũng tuyên truyền cho bà con, nhưng mà do thì người dân thì ở đây thì một số cũng không biết về tiếng phổ thông lắm, nói chung là rất khó. Mình cũng tuyên truyền hàng ngày, mình cũng như giáo viên ở đây thì họ cũng nhắc nhở với em và em cũng nhắc nhở tất cả trong bản.
Công an xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức trực thuộc thường xuyên kiện toàn, củng cố và duy trì hoạt động của các tổ hòa giải, tổ an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức cho các trường học, trạm y tế, các đơn vị doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, xây dựng mô hình bản bình yên về an ninh trật tự, quyết liệt trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hiện nay thì lực lượng công an xã thì cũng đang tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và thường xuyên tổ chức các cái buổi tuyên truyền đồng kép vào các cái cuộc họp của dân bản, và người dân đã nâng cao được ý thức hơn và cũng giảm tỷ lệ giảm tội phạm, và người dân yên tâm lao động sản xuất để tăng gia phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Công an xã Nậm Han tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh nông thôn, từ đó góp phần đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước những tác động của tình hình tội phạm ma túy trong nước và khu vực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động, triệt để lợi dụng khoa học, công nghệ để đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng. 5 năm qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy trái phép, chất ma túy lớn, bắt giữ hàng nghìn đối tượng, thu giữ trên 300 kg ma túy các loại cùng nhiều loại vật chứng liên quan. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục xác định, thực hiện đồng bộ hiệu quả các nội dung công tác, theo đó tập trung giải quyết căn cơ hiệu quả tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở, làm tốt công tác rà soát thống kê quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, chú trọng đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế xã hội, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm lồng ghép từ các chương trình, đề án để thực hiện đầu tư công trình nước sạch nông thôn cho người dân. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh có 801 công trình nước sạch nông thôn, trong đó số công trình đang hoạt động là 710, chiếm 88,7%, cấp nước cho trên 66.800 hộ dân, chiếm 79,08% dân số nông thôn. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 88%, và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt là 85%. Nhìn chung, các công trình nước sạch nông thôn đã được đầu tư, hoạt động tương đối hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn. Trong 5 tháng đầu năm 2023, huyện Sìn Hồ mới giải ngân được 33 tỷ 279 triệu đồng vốn đầu tư công, đạt 8,41% kế hoạch. Vốn tỉnh quản lý 26 tỷ 221 triệu đồng, đạt 11,99% kế hoạch. Vốn huyện quản lý 7 tỷ 059 triệu đồng, đạt 4,18% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do những biến động về giá cả, nguồn nguyên vật liệu khan hiếm, cùng với khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đơn giá đất cụ thể để lên phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi tiến hành thu hồi đất để triển khai dự án. Nhằm đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, UBND huyện Sìn Hồ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát, thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại công trình, phối hợp với nhà thầu giải quyết các vấn đề phát sinh, kiểm tra giám sát chất lượng công trình. Thời gian qua, huyện Mường Tè đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Viện Dược liệu khảo sát quy hoạch bản đồ vùng trồng sâm và một số dược liệu quý, quy hoạch vùng trồng lúa hàng hóa tập trung, định hướng vùng trồng một số cây trồng có giá trị kinh tế cao cho các xã trên địa bàn của huyện, tập trung các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và các nguồn xã hội hóa của các tổ chức cá nhân đã đầu tư phát triển hạ tầng vùng sản xuất, đầu tư mở mới 24 km giao thông nội đồng, 2 đập đầu mối, 4,6 km kênh mương phục vụ tưới tiêu cho 82 ha lúa, phục vụ phát triển nông nghiệp hàng hóa, cứng hóa 3 km đường giao thông vùng trồng quế mắc ca. Hạ tầng vùng sản xuất được đầu tư, nâng cấp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mở rộng sản xuất, đầu tư thâm canh và áp dụng khoa học kỹ thuật, từ đó hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.